Dadu. Terima kasih. Jom lấy chụp xấu thật chị. Chụp cái thích lao mới đẹp thế nào ấy. Dạ. Sí, quiere ver, sopa quiere ver de la tarde a tela, así. Así. Ayuda, aquí. Tirano, parte de sábado, aquí. Calma, va. Así. Ya, aquí, aquí es el cemento. Arroy, mete el cemento de la base. Base, que... Segura, tira para la tarde. Tú mete eso aquí, tết ngon đấy, tết quá, tết sẽ có quá, làm một thời gian để cho hết cỏ ấy. À, đốt tiền với giờ trưa đó các bạn, giờ ăn trưa đó, xin mời các bạn ở lại dùng cơm cùng anh em với cùng người dân làm ở trang trại đấy, chẳng có gì hơn ngoài cơm với cả thế các bạn. Hôm nay là có cả cơm có cả cá, à, chắc là cô già chịu mấy với Thảo ơi. Dạ, đất mềm đó anh. Ok. Cái cao phẳng lên đây để thứ hai mới anh em mình cấy. Ôi, chào các bạn anh nhau đi. Ok, hello chào các bạn nha. Ok, hello chào các bạn. Ừ, chào mừng các bạn đến với kênh Thể Nhân Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Và các bạn hôm nay anh em mình ra bản lâm lùi tiếp tục lâm đất các bạn. Không, giờ cao cho phẳng thôi chứ không phải làm đất đây mặt băng đấy. Dạ. Ờ, à, cô đã được. Hôm nay làm lại mặt băng các bạn. Chứ vậy cái chỗ đây mấy cái chỗ này là anh em mình đã cay sợi quá đây, đất là rất cái là mềm nữa các bạn. Đây, hôm nay vừa làm lại cái mặt băng cho hôm nào bỏ nước vào các bạn cho nó thẳng băng ấy, không cái chỗ nó cao chỗ nó thấp ấy nó không được băng nên là đấm cái lụa đây nó không được đều các bạn. Thảo ơi. Dạ. Cá này đang cao. Ừ, thì em cao ở bên bờ, anh cao ở giữa đi. Một người một khu kia. Ok. Đất hôm nay đất cái là mềm các bạn. Đất cho tới này. Làm cho kịp để sáng đầu tuần thứ hai là tập trung vào đấy là cậy hết hết các bạn. Cậy hết cả cái khu đất trên này trước này. Cậy hết đất trên này trước cái xuống được đứng dưới. Mình cậy đất trên này trước cái bà Thảo ơi. Dạ, ở đây nó không bá cái ruộng ai. Hay là mình cậy đứng dưới trước cái lên trên. Bởi cái ruộng này là em nhìn cái nếp cả. Cái nếp á hả? À, 6 ruộng ấy. Rồi con lên ở bên kia là cái lúa. 6 ruộng bên kia hả? Không, 6 ruộng ấy. Ở gần đấy hả? Là khu vực này cái nếp cả. Bây giờ đây là có mương cách mương luôn anh. Để mình khoanh vùng cái dê luôn này. Ok. Đấy, hai bên hai mương này. Được, từ đây khoanh vùng trở lại đâu kia. Dạ, đâu mương. Đây 2 ô, đây 2 ô, đây 2 ô, là 6 ô. Để 3 ô, để 3 ô chứ. 3 ô ní hả? Bao đi. Cái bao đây nè. À đấy giáp nhau đi luôn đấy. À, okay. Khu vực này ra cái nhịp cả. Ok. Ơi. Ơi ai cũng đây. Máy mắc ơi. Máy bị mắc ơi. Bị mắc lây các bạn. Ta lấy cái đòn này luôn anh. Mà cao lên. Mày hôm nay ruồng lây các bạn nhá. Ruồng rất cái là lây ra xấu ấy. Nên mày bị mắc lây kìa. Ê, cám à? Lấy xấu à? Ê, xin máu rồi, nào, ăn đậm rồi. Lên bàn tay. Lên cái lời bàn cho. Nặng lắm ấy, bỏ cái quen đi bên cạnh. À, chú cho. Đây rồi. Điều ra xong. Ruộng đây sọc xấu thật chị. Ruộng cái thế lao mới đẹp thế nào ơi. Dạ. Sọc rất đẹp đây. Rồi, được cao ra đi anh. Anh ơi, xô lên xin ba đi. Anh ơi, tắm cái tu. Đây, xô anh đi. À, tu tắm đi à. Đi. À, đi ra nào. À, đi ra nào. Anh đi ba đi. Ơ, có ai đi. Có ai đi tắm à. Có ai đi chơi đi. Khách này đang làm có khách đến chơi các bạn, chắc là mấy bạn cán bộ xa như này
Ông số 3 là quản lý cả hết cả mấy bản đúng đấy bạn bạn. Đây là đã thăm anh em nhà Vinh Lâm lụa đấy đã xém ấy, vừa đi xém vừa đi thăm ấy. À. Phải cái rô nha, cái rô cái tên là nó phải chơi đi ra rô chứ. Sì, về vì sĩ ta, bà ra về tạm biệt rồi không... Ai, bà ra, bà ra, bà ra. Sì, ạ kìa. Bà ra, bà ra, bà ra. Dạ, số 3 vừa chứ. Hắn ra. À, cái gì, phải chơi cái gì. Bài phải làm bánh bút ghê thì bôi bài phải làm cùng tu rù số bài kì. Nó xua cái ago đó. Nè rô tia để coi giả, để tê nu. Để rô tia nó bánh để tê nu. Để bôi phải dây nó xí mên tê là. Ok. Dạ, ago đó yêu phải làm bút ghê thì xua phải làm bút ghê đủ. À đây, bà Thảo đứng nhớ bạc số ba. Tâm bà ta tê rê nu. Tâm bà ta tê rê nu bà cultiva. Nó kia ainda nó chegamos lá. Depois vamos chegar lá ver como arroz está. Sim, tá coisa primeiro. Oh. Aqui. Sim. Ah. Anda. Primeiro metemos lá a semente, estrume, cocô de vaca, adubo, amônio. Metemos lá já. Agora vamos virar a terra. Sim. Ah. Vamos virar a terra. Có nghe em nói lên nói với ông ấy. Em nói là tiếng Việt. Nói với ông lên nói là ông nói với mọi người là trước tiên lên làm đất ấy, sau cái bỏ phấn chuông vì ra giống như thế nào ấy. À. Vì trước đấy là bà có làm một lần thôi. Giải thích một tí cho vì mình nói tiếng bộ thôi chứ đừng dài nhưng mà nói đừng ngắn ấy. À. Nó nói ngắn con như thế. Okay. Yeah, sí, forma guitar. No, me te arroz. Vamos, primero vamos a pegar aquella tabla allí. Ay, aquí. Dile, está bien, a tierra. Sí, va la, aquí. Vamos la linda. Ya. Đi bên đường đi. Sí. ¿Quieres ver? Sopa, ¿quieres ver? Dile, está a tierra, así. ¡Ay! Así. Ayuda, aquí. Tierra no. Pate, sábado, aquí. ¡Cao, va! Así. Hace directo a tierra. Ya, después de tiempo. Después de tiempo, va aquí. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Sí. Va a entrar. Sí. Después de tiempo, va a entrar a cultivar arroz. Vamos a entrar. Sí, segunda-feira. Va a ficar junto con nosotros a cultivar de arroz. Ok. Nói với bác là nói thứ hai là đến đây là anh em mình chuẩn bị để cây lúa ấy. Là nếu mà thích cây lúa thì thứ hai sáng thứ hai ra đây để cây lúa đấy vẫn nhiều lắm. Em nói bác này cổ dây xuống đi cao luôn đi. cao đấy cho vui. Bác này là khi nào cấy đó luôn. Dạ, ở cái thì xi măng đấy nè. À rồi mấy tay xi măng để với bác sĩ cái sigura tierra balanta, ranga balanta. Dạ, tutto ci tema. Dạ, ranga balanta. Sì. Se metterà si el pep sai. Dạ. Dạ vậy sì. Sì. Balanta. Cultivare. Dạ vậy tên. Đâu mà xong bùa cái balanta. Metti tre. Dạ. Đó vậy ông đi nãy xe mai, nãy xe tipo sì. Assim mesmo, assim que está, aqui sai, sai muito mesmo, é mesmo uma planta grande mesmo, nem preciso meter muito apertado, tem que ser distância, assim, não, assim, 20, 15, 17, 17,
Mấy bác hỏi là mấy bác ấy hỏi là gieo được mấy hôm nữa mới tốt được từng chừng này. Thì bảo là 20 ngày các bác. Các bác hỏi là cách thức cái sau lấy ra trồng như thế nào thì bảo là lấy ra 2-3 cây gì đó. Là trong khoảng cách như thế này. Một cây sang bên thế này một cây. Bao lâu là nó ra thu hoạch cho các bạn thì bảo là 100 ngày. Bảo là đầu 3 tháng 100 ngày hoặc hơn gì đây một tí. Aquí arroz kombucha. Até aquí. Turu catera. Aquí turu catera. Cemento. Tem dois tipos, rapaz. Arroz vietnamita tem muito tipo. De tipo de fazer coisa. De pene no catera aqui. Catera aquí está muy tupundo, otro tipo. Bảo Việt Nam mình là có rất nhiều loài giống này. Có giống trong khô, giống trong nước. Đấy là mình, em nói với là anh em mình đang trong hai loài giống lúa. Đấy cả một bên nếp, một bên là lúa mới nhắn. Aquí arroz con la mui tu boca. Con la mui tu boca. Sí. Está bonito agora. Ah, nada. Está frio, nada. Já não vai acabar. Não vai acabar. Aí tira muito. Aqui mesmo assim. Não vai acabar. Aqui é arroz nosso, tem tempo. Tem frio. Nós não estamos cultivando, não botando esse bem. Nós não alarga, mas agora vem. Aqui. Depois igual. Isso, igual. Estragou o tempo, só o tempo de frio. Sim, aqui frio não está nesse bem. Frio muito. Aqui não está larga, não está metendo mais. Aqui, arroz aqui entra. Sim. Depois você mede igual. Depois assim, depois já sair. Sim. Aqui não sou lixo, não está metendo por nada, mas ele está nesse. Mấy bác thấy nên thấy bất ngờ như thế này, nhưng mà cái này là cái lúa bữa trời rét bị hỏng ấy các bạn. Grande mesmo, fica bem forte. Mấy bác hỏi là trong mấy cây một chỗ, nó ra khoảng độ 2-3 cây gì đấy. 3 cây một vào một chỗ. Anda, Vasya. Aqui, tudo, catera aqui. Aqui, tem muito tempo. Tipo mesmo sou capim. Depois fazer uma vez primeiro. Tem muita coisa. Muita coisa tipo no preferido, né? Pai Paulo. Sim, é mesmo. Tem muito. Tinha muito capim, tivemos muito prejuízo. Trước đây là chỗ này cỏ nhiều không? Trước đây là chỗ này là cỏ. Esse arroz gosta com água? Tem que ser com água. Làm một thời gian để cho hết cỏ ấy. Fica mais bem. Đi chậm chậm mới chơi với. Sem água, esse arroz não fica bem. Lama bem, aqui cultiva arroz bem. Muito mole. Muito mole. Assim, produz bem aqui. Aqui muito lama, aqui cultiva arroz muito bem. Assim mesmo. Assim só cultivar, hein? Assim só meter, a terra tá já bom. Capim, agora. Agora nosso reperaço aqui, tudo catera, está muito tempo. Thảo đang giải thích với các bác là trước đấy là cỏ rất nhiều mà làm cho sạch cỏ ấy, chứ cỏ đưa lên đặt bỏ trên bơ này hết đi các bạn. Để hình thành ruộng là mất rất nhiều thời gian.
mất nhiều thời gian vào đây đó. Se está chovendo muito, é como? Quando a chuva abre, gota muito água. Tudo dia mete água, não entra. Não dá ele seco, não dá. Aqui, se está chovendo muito, muita chuva mesmo. O rio é cheio, mas quando vai encher esse arroz já está pronto. Ah, porque são 90 dias, já tiram, porque outubro, vamos contar só novembro, dezembro, até janeiro. Janeiro já tira. A barragem? Não dá para fechar. Se fechou assim, estragou. Daí com lá muito bandeira. Bà cũng đang hỏi là nhớ mà trời mưa to mà nước nó dâng cao như thế nào. Tới sáu độ mà chưa chằn là nước nó còn thoáng. Ông bảo này là trời đang mưa khổ ấy. Là chỉ đạp được bờ nhưng mà mưa này rất chi. Ok, là ok đi bạn sẽ. Nó chú gót đạp là muito, tá muito grande. Aqui cai tino tem bocado no pessoa vai trabalhar. Nó chú gót tá muito pessoa, nó chú ajuda fica aqui ajuda. Ok, ok. Nó chú quero abrir muito carteira, fazer no cultivar no arroz, depois cultivar no milho. Tức là em thả đồng bảo các bác là bảo là người dân ra đi làm giúp đỡ cho. Dạ không, người dân ra đi làm như nhiều ấy. Đây. Anh em mình muốn giúp đỡ để trồng thật nhiều thứ ấy. Thì đây. Trước tôi lại tập ông ngọc cầm ngọc. Có người làm, có người làm thì mới là khai hóa được nhiều, thì mới trồng trò được nhiều, mới giúp đỡ được nhiều người dân đúng không? Chứ anh em mình làm mà được ít thì không thể làm được nhiều. Ừ. Người làm thì thể làm được nhiều, còn sự anh em mình thì cũng có hàm. Anh em mình chủ yếu là để truyền đạt cái kiến thức thôi. Ok. Thế mà yuka yuka mền này. Thế mà yuka yuka. Thế mà yuka mền là bao? Yeah. Mình ở tại casa. Ok các bạn. Mấy bác trưởng bản này cũng đã thăm đồng ruộng lúa đất đai anh em mình đang làm các bạn. Thì giờ các bác xin phép để về con bật việc từ xa như đấy. Xa xóm như đấy thì các bác xin phép được về thì nha. Bye. Obrigado, né? Depois vamos mais pessoa. Nosso gosto está trabalhando muito grande. Depois, nosso ajuda, nosso não leva nada. Essa arroz, soba. Essa arroz, quando vai ficar pronto, é nosso. Não leva mesmo, nem seca um pouco. Tudo é nosso mesmo. É para pouco. Anh em mình ra đây giúp đỡ cũng lại về chứ ạ. Chỉ giúp đỡ người dân, thích người dân ra đây làm việc cho nhiều người. Itália. O Soba também estamos juntos sempre. É mesmo. Sim. Ok. Sim. Qualquer coisa, mas o que eu estava vendo? Essa parte aqui, isso também vai adubo ou água? Sim, meu pai. Isso também vamos rotear, vai arroz. Sim, meu pai. Arroz. Não vem, não suar aqui. Depois aluga na máquina grande, rotear no terreno. Quero fazer no arroz lá embaixo. Lá em cima não fazer no milho. No milho. Sim, nós quero fazer muito. Muito. Sim, ajuda a Angola não dá no coisa no triste, não dá no pobre. Sim. Ý là nói để cho thoát nghèo anh. Tức là nói từ đâu đi xem thế nào đó. Tức là kêu người dân em ra đây muốn đi làm. Người dân ra đi làm cho nhiều ấy để anh em mình giúp đỡ bên dưới này trồng lúa ấy. Okay. Bên trên trồng ngô để cho cả dân bản để thoát đói xóa đói giàu nghèo. Thật vui là khi rất nhiều người đến đi làm ấy, chứ mà rất buồn là khi ít người làm. Ok ok. Yeah. Ya. Obrigado. Eu vou querer baciar. Já, vou segunda-feira. O pai não quer cultivar arroz. Vai ficar junto conosco, vai cultivar arroz. Ainda vai ficar bac lá. Hôm nào rảnh thì ra đây đi thăm đi chơi. Tempo. Ele tá seco. Nosso deixa aqui guarda cimento. Aí depois cortar cimento. Depois cortar cimento. Agora aqui tá não tá nessa aí no batata. Batata. Não tá sair. Aqui nosso aqui fica aqui só guarda cimento. Ok.
Aquí da cemento. Aquí guarda cemento. Ahora no tengo tiempo, tengo suba. No sé si va la mano. Aquí mismo. Aquí la. Somos da área. No te problema trabajar del día aquí. Sí. El líder de trabajar. Sí, aquí cultivar el milho. Aquí milho. Aquí tem tempo, aqui tem cabrito comer. Agora no batata no sul larga, fazendo milho. Agora aqui aí, milho. Aí milho tudo, em cima. Tudo aqui, no sul leva a máquina aqui, rotear tudo. Está tudo, está direito. Okay, okay. Sim. Ali também tem que ficar direito também. Sim, aqui, aqui não, aqui não. Tem guarda no cimento de batata, aqui tem que ficar tempo. À, mấy bạn em mới hỏi là cái khu vực này sau này trồng gì? À, em Thảo mới bảo là trồng ngô với trồng khoai rồi. Trồng ngô trên đó để trồng khoai sang bên kia. Sẽ vô là. À, đây, lấy ba xua kia. Ba xua, cultiva sẽ vô là. Ba xua kia cultiva tudo. Tudo, tudo mình cultiva. Nó cái gì thì? Nó có làm ba đào kia. Nó cái gì? À, cà phê ngà là. Tạ nó sẽ vô là muối từ mà ora ven. Sí, nó ora ven đấy. Nó đem đi ăn rụng bơ cao rồi. Nó chưa bắt được. Thảo mới bảo là trồng khoai, trồng ngô, trồng hành gì đó, cho dân hết. Chứ anh em thì chẳng lấy cái gì đâu. Anh chị sẽ bố là. Có thể té bố ở cái nhà xe bên. Đấy là anh, ở đấy là lăng cỏ rồi anh. Đá kì. Vâng. Anh lớn đây này. Nó đi xe bò lao ra đến. Ở đây cũng được cỏ rồi, nhìn nó sạch, củ nó to. Đâu, ở kia không phải. Nó xe bò là, nó ta vào mà. Tôi đi xa kia để bò đi ta, nó ta ra đi. Aquí no tamba eso, aquí te voy. ¿Qué es lo mismo así? Sí. So mete su raya, fica la embaixo. Da aquí, nesa es muy grande. Fica no tamba no terreno aquí, no da. Sí. Aquí, la embaixo, aquí ya rotea. Já rotei, já metei, já cultivei de milho. Sim, tá aqui, tá à frente aqui. Sim. Peixe. Sim, aqui, agora tem um bocado. Não, peixe. Já tem peixe por aqui? Sim. Grosso. Sim. Caçuço. Ah, caçuço. Caçuço, não tá grosso. É, caçuço. É muito daqui ou de lá? Ah, é mesmo daqui. É mesmo daqui mesmo. Sim. Depois aqui, nós fazendo tanque aqui, tanque grande. Nós levando tipo de coisa de peixe vietnamita também aqui. Nós quero criar de peixe tipo mesmo no fazenda, no li. Longol. Tá, peixe tá grande. Tem muito corre. Longol é tanque longol é peixe grande. Sim. E assim, nós amplia mais. Não, depois de mandar no casa de máquina, cava mano tão grande. Aqui pequeno, aqui, cava não dá. Sim. Cria aqui, de peixe aqui, tanque pequeno não dá. Bác mới hỏi là cá giống hôm nào mà đào được hồ to thì... Dạ, em cũng bảo là khi nào có nữa, đào được hồ to nữa, là để bỏ đây nuôi. Nhưng mà không nên nuôi ở đây, nó nhỏ quá. À, nó tạm thời, núi tạm thời. Cũng mua coi. Anh ấy tu đi à. Thế nào bà bà lia cũng đồ chú. Đồ chú, đá nó cũng mì đó. Cũng để peixe. De depende, tem dia da arroz, tem dia da fuba, com peixe, com óleo, tudo cozinha. Com nosso fazer tudo, depois tudo, coisa, nosso dividir, não leva nada. Em tá lá nói là ngày nào cũng cơm với cả như thế này cả các bạn. Có bữa thì ăn một ngô không? Thì ăn ngô, cơm cả nói chung là ngày nào cũng có. Để nói nó càng lắm rồi, các bạn đây. Ăn luôn cả bạn lên đây. Đang ăn đó mà. Mời các bạn lên cơm luôn đấy. Dạ.
Thôi các bác ra đây đi ra đi đi ra một. Mời các bác ra đây đi làm đưa về anh em luôn. Bạn thì mấy bác được bạn vào đi thăm trang trại đấy thì đốt tiền với giờ trưa đó các bạn. Giờ ăn trưa đó thì mời các bác ở lại dùng cơm cùng anh em với cùng người dân làm ở trang trại đấy. Ok, bye. Dạ. Dạ. Agora que eu vou ter que comer. Aí só vai, vai lá, moica banana. Já acabou. Moica banana. Moica banana. Eu vou lá, vai lá. Boa apetite. Boa apetite. Thế ông chẳng có gì hơn ngoài cơm hay cả thế các bạn. Hôm nay là có cả cơm, có cả cá. Chắc là Cuya. Arroz come. Picano de muito tempo não tá fome. Come no fuba de milho aqui rápido fome. Sim. Mas assim daqui nós estamos comendo nós arroz mesmo daqui. Sim. É. Mà nó ăn cơm nó lâu hơn ăn ngô anh. À. Còn mấy arroz thì cái đẹp lấy tù. Để mà nhà mày nói tí. Tao bà lia cái phó sông mũi tu. Dạ. Có mày phui tao bà lia bú ca đủ đá bôi cái phó mê. Cái xe anh ta. Cái đủ đông mi. Rồi tao quạt là ăn cơm ấy. Thì nó lo được lâu có thể là sáng đến trưa mà chưa thấy đòi. Chứ mà ăn phui ấy. Ăn bột ngô ăn phui ấy. Một hồi là đói bụng nữa đó. Không muốn làm gì nữa. Cái cảm giác đói bụng ấy. Vì ăn cái đó nó nhanh đói ấy. Anh em nhanh nói. Nói thật mãi để quay phim với các bạn nhiều tí ấy. À. Thật mãi để các bạn các bạn ăn tự nhiên này. À, ok. Dạ. Thế nói là cái gì mãi như này. Bye cô bé này. Chào bé. Dạ, dạ, tá pronto, né, bác? Dạ, dạ, tá pronto. Dạ. Como ver recebido. Sim. Muito obrigado. Dạ, dạ. Muito obrigado. Sim, sim. Dạ, ok. Olha, obrigado, é só o bar, né? Dạ, obrigado. É isso aí, sim. Obrigado. Banha aqui, bacia, que é obrigado. Depois, tem tempo. Arotar nessa aí, tá faltando aqui também. Mới dừng lại là cảm ơn các bác đã đến nóng trai thăm hỏi thì anh em mình cũng cảm ơn cũng có dùng bữa cơm trưa ở đài nóng trai trung lúa đấy các bạn thì cũng cảm ơn các bác xin phép mà để về chia con bần đi nhà thơ này các bạn thì thôi. Thế để cho các bác về đi làm việc của các bác thôi. Ông ra bác sao? Ok. Ở xuống ăn kì bài đâu. Ok. Bà ăn đang có mua tắn đấy. Obrigado, né? Soba. Mais obrigado. Ok, ok. Obrigado. Ok. Bom trabalho. Ok, ok. Các bác xin phép về các bạn. Thì video anh em mình hôm nay thì cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa thì cho anh em mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. À, thì kính thầy nhắn vlog cuộc sống ở châu Phi nhé các bạn. Yeah. Yeah. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Ok, dạ. Dạ vâng. Dạ. Ok. Ok. Cada tudo anda. Agora anda bem, né? Cada tudo anda. Aí sou ba. Sim. Agora que tudo seu sou ba anda bem. Sim, mas sou ba. Vai levar só uma. Eu vou levar que mo tá, né? Agora que sou bài ajuda, né? Ah, ok. Bạn đây, bạn con bạn đây, mấy con bạn đây, trưởng bạn này đây. Dạ.